Hôm qua có một bạn khán giả đặt ra câu hỏi là bạn ý phân vân giữa Vios và con Mitsubishi Xpander. Đó, bạn phân vân hai con xe này. Đây cũng là một câu hỏi rất thú vị mà mình cũng rất muốn trả lời. Thì mình làm video này để trả lời chung chung cho tất cả mọi người. Hai con xe này nó chênh nhau. Mình cứ lấy cái bản thường nhé. Chênh nhau khoảng đâu đó là khoảng 100 triệu. 100 triệu là cả một vấn đề nha các bạn nhé. Con Xpander mình đánh giá là thiết kế của nó khá là đẹp, hiện đại đẹp, và nó có lợi thế là nó 7 chỗ. 7 chỗ thì các bạn sử dụng sẽ thích hơn là sedan nha các bạn nhé. Nó đa dụng hơn, các bạn có thể chở nhiều người hơn, chở đến tận 8 người cơ, 8 9 người thì phải. 8 người. 8 người. Và cái hàng ghế ba các bạn có thể gập lại để các bạn chở được đồ. Hàng gập khi các bạn gập cả cái hàng ghế 2 và hàng ghế 3, các bạn có thể chở được rất là nhiều đồ dài vào cồng kềnh. Hoặc là các bạn đi đi du lịch và bằng xe ô tô, các bạn có thể là gập hai hàng ghế đó các bạn thành một cái giường nằm. Đấy, các bạn chui đấy bạn nằm ngủ như cái giường luôn. Đó, đó là một cái lợi thế rất là lớn của cái dòng 7 chỗ. Để chở được rất nhiều người và chở được rất là nhiều hàng hóa. Đấy, các bạn mua để các bạn, nếu mà con nhà các bạn mà hay phải vận chuyển hàng hóa nữa thì con 7 chỗ đó, Xpander đó là một con rất là đáng tiền để mua nhé. Bản thân mình mua đang đi sedan đây nhưng mà mình cũng rất là khoái cái con 7 chỗ. Rất khoái luôn. Mình ước được rằng là hồi đấy mình có đủ tiền để mình mua Xpander. Đi thứ nhất là trông nó có nghĩa là nó nhìn nó cao ráo, ngồi trong khoang lái chắc chắn là cao hơn Vios rồi, và xe nó trông kiểu dáng của nó thực dụng, mình thích, nó đa dụng, và mình rất rất thích cái hàng ghế hai ghế ba của nó khi gập vào và mình chui từ cái cửa phía sau chui vào xe ngồi chơi trong đó. Rất là thú vị nhá. Mình cứ tưởng tượng cái cảnh đấy mình rất là thích luôn. Đấy, hoặc là mình đi du lịch ấy, mình chui luôn cái hàng, chui luôn phía sau xe, nằm ngủ ngay luôn. Tuy nhiên thì nói vui thế thôi, chứ chúng ta thì cũng không có sử dụng nhiều đến cái hàng ghế thứ ba, và cũng cũng không có chở các cái gì vật liệu gì cồng kềnh gì nhiều đâu. Tuy nhiên thì có vẫn hơn đúng không? Tranh nhau thế thì nếu có đủ tiền thì cứ mua con Xpander đi. Đó là một con xe mà ai ai mua rồi cũng hài lòng, rất hài lòng. Người ta cứ truyền tay nhau, người này truyền tay người kia. Đó. Không phải tự dưng mà doanh số của nó bán chạy kinh khủng như vậy. 20 mấy nghìn xe đó, cũng gần gần bằng Vios luôn các bạn. Đó, đó là một con xe mà cực kỳ thành công của Mitsubishi. Và dường như là cái hãng xe đó đang phải sống nhờ vào doanh số của cái con xe này. Đó, rất là tuyệt vời một cái dòng xe mà nó có thể nói là nó cứu cả hãng xe. Còn Toyota thì đấy, Vios nó luôn luôn là con dòng xe chủ lực bán cực kỳ chạy của Toyota. Còn Mitsubishi thì họ đánh mạnh vào phân khúc 7 chỗ. Chứ nếu mà bây giờ họ phát triển về cái dòng sedan, về cho con Attray thì không thể nào cạnh tranh được với Vios. Không thể nào. Chúng ta cần phải nói đến cái vấn đề là nhu cầu sử dụng. Đó, mình phân tích rồi đấy, các bạn nhu cầu sử dụng là gì? Các bạn muốn xe mà tiết kiệm xăng, đi nó lướt gió tốt thì sedan nó là lựa chọn hàng đầu. Tiết kiệm xăng hơn nhé. Còn 7 chỗ chắc chắn rồi. Trọng lượng nó hơn thì chắc chắn. Cộng thêm với cả cái việc mà xe nó, cái dáng của nó cao và thiết kế của nó không lướt gió tốt bằng sedan đâu. Thiết kế cái xe đấy nó vuông vắn, nó to. Cái đuôi phía sau nó không có đấy, không có dài ra như sedan, cho nên là lướt gió không thể tốt bằng được, nó tạo ra một cái gió quẩn. Những cái dòng xe mà đuôi cụt như vậy nó tạo ra một cái gió quẩn ở phía sau đuôi xe, khiến cho cái gió của đó, cái gió khi mà lướt qua cái đầu xe này, lướt trên cái nóc xe, đi đi qua đi trên nóc và đi xuống dưới của con sedan thì gió nó lướt qua luôn.
thì nó rất là tạo ra cái gió quẩn ở sau xe rất là ít. Gió quẩn nó chạy vòng vòng ở sau đuôi xe rất là ít. Các bạn nhìn trong không khí các bạn sẽ không thấy, nhưng khi mà các nhà sản xuất nghiên cứu, họ thổi cái khói đấy, đi qua cái xe từ phía đầu xe, thì họ thấy là cái gió nó quẩn ở phía sau đuôi xe của những cái dòng đuôi cụt. Đuôi cụt ở đây đấy, là những cái dòng xe mà không có cái đuôi sau nó dài ra đấy. Dáng sedan thì nó là hai đầu, đầu trước đầu sau đấy, nó dài ra hai bên, nó dài ra trước sau. Còn những cái con xe đuôi cụt như là Morning đuôi cụt, i10 Morning như đuôi cụt đó, con xe gọi là xe con cóc đó, và những chiếc xe mà 7 chỗ đấy, cái đuôi của nó cũng kiểu chỉ hơi phát thôi. Và những cái con xe SUV cũng là đuôi cụt hết. Cách nhận biết của những cái dòng đuôi cụt nó là, các bạn biết là cái gì không? Ngoài thiết kế nó còn có thêm một cái cần gạt ở phía kính phía sau này. Sedan các bạn sẽ không thấy cái cần gạt đó, bởi vì nó sẽ rất là ít cái gió quẩn ở phía sau đuôi xe, cho nên là cái bụi nó sẽ không bám vào cái kính sau của sedan mấy đâu, bám rất là ít thôi. Các bạn cứ ra phía sau của những cái con sedan của sedan Accent, Vios này đấy, hoặc là City đấy, sẽ không thấy cái cần gạt ở phía kính phía sau đâu. Còn những cái dòng mà đuôi mà nó cụt, đuôi nó dựng như vậy, bắt buộc cái kính của nó không nghiêng như này, kính của nó hơi dựng như này, chỉ hơi chích chách thôi, thì nó tạo ra cái quẩn, cái gió quẩn phía sau và nó bám rất là nhiều bụi. Thành ra là họ phải trang bị những cái cần gạt bụi là như vậy. Cần gạt bụi phía sau thì cái gương ở trong xe này mới phát huy được tác dụng, là nhìn ra cái xe phía sau được. Đó, cái lướt gió nó không tốt và nó tạo ra bụi đọng phía sau, thì cộng thêm trọng lượng xe nặng, không tiết kiệm xăng bằng được. Đó, nó sẽ tốn xăng hơn nhé. Nhưng mà Xpander là một con xe mà nhiều người đánh giá là nó cũng rất là tiết kiệm xăng, nhưng dường như cái độ tiết kiệm xăng nó cũng chưa ăn được cái con Veloz đâu. Veloz của Toyota khả năng nó sẽ làm tốt hơn cái vấn đề xăng cộ. Tuy nhiên tại sao người ta vẫn cứ mua Xpander nhiều đấy, bởi vì nó kiểu dáng của nó mình thấy nó hiện đại, nó đẹp, nó lịch sự đẹp, thiết kế nó đẹp hơn con Veloz. Bản thân mình nhận định là như vậy. Veloz nó là ngôn ngữ Daihatsu rồi, có gì đó kiểu khá là mỏng và trông nó không được trau chuốt. Các bạn nhìn thiết kế của con Corolla Cross đi, rất trau chuốt. Đó là một ngôn ngữ toàn cầu của Toyota. Họ làm con xe này, thiết kế của con xe này để bán ra toàn cầu, tất cả các quốc gia. Đấy, cho nên là nó trau chuốt cực kỳ về thiết kế luôn, nhìn rất đẹp luôn các bạn nhé, trau chuốt. Và con Cross này là con bán chạy nhất thế giới, năm vừa qua nó bán đâu đó là hơn 1 triệu xe trên toàn thế giới, quá khủng khiếp, bán chạy số 1 thế giới, quá tuyệt vời. Mình có tiền mình mua con Cross đó. Nó tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn và tùy thuộc vào cái tầm tiền các bạn đang có. Nếu mà đủ tiền để mua Xpander mà có gia đình thì thôi các bạn mua Xpander đi cho mình đi, mua con đấy nó khoái hơn đi sedan nhé các bạn nhé, khoái hơn đấy, mình dám chắc các bạn là đi khoái hơn nhé. Còn nếu mà các bạn phải vay mượn để lên thì thôi, Vios là rất đủ dùng rồi, không cần thiết phải cố vay mượn thêm quá nhiều tiền để làm cái gì cho khổ. Nếu như các bạn không có những cái nhu cầu sử dụng của một chiếc xe 7 chỗ quá nhiều, một năm các bạn chở người thì một năm các bạn chỉ chở được khoảng một vài lần hết ghế thôi. Còn đa phần thì như mình đây, đi gia đình thì chở mấy nào, chở đến tầm hết hàng ghế sau là hết rồi, chả có chở nhiều.
còn các bạn mà muốn những cái tiện ích đó quá, thích quá thì các bạn mua đi. Tiền mà các bạn dùng rỉnh đi, tất nhiên Xpander vẫn nhiều cái hơn với hết rồi. Để tiền nào của lấy thôi. Không phải tự dưng mà hai mươi mấy nghìn người kia người ta bỏ tiền ra mua hàng năm đâu. Xpander là con xe cực kỳ thành công. Nó bán chạy trong khoảng 3-4 năm lại trở lại đây rồi. Từ ngày nó ra mắt, nó phá đảo thị trường luôn. Nó đập chết hết mấy cái thằng Rớt này, rồi Innova các thứ, đập chết hết các bạn nhé. Đập chết bằng sạch luôn. Mình cũng rất là thích con Xpander đó. Thực sự rất thích. Nhiều khi đấy, cứ nghĩ bảo là ở đó có tiền, có đủ tiền thì mua Xpander thì ngon. Nhưng mà thôi, vay 150 triệu đó là cái gì đó mệt mỏi rồi. Mà cố lên thêm 100 triệu nữa, khổ lắm các bạn ạ. Trả đến đời nào mới xong. Rồi nó đánh mất của mình biết bao nhiêu cơ hội. Nó nợ nần, nó làm cho chúng ta rất là mệt mỏi. Suy nghĩ rất là mệt mỏi, áp lực. Tiền trong các bạn, trong vòng 2 năm các bạn không có tiền tiêu, khổ lắm các bạn ạ. Một năm đây, mình dính khoảng một năm thì mình đã cảm thấy là liêu siêu rồi. Mà dính trong 2 năm, 3 năm thì thôi. Sống cuộc sống còn gì là sống nữa. Khổ. E lưng để trả nợ. Ê, cho nên là mua xe các bạn. Mua xe mà nó vừa nhu cầu thôi nhé. Nói chung là phải rất là đắn đo đấy. Vay mượn thì thôi. Mua vay ớt đi. Nó đáp ứng hết mọi yêu cầu của các bạn rồi. Còn nếu mà dùng rỉnh thì cái Xpander mà phệt thôi. Rất đơn giản. Trông Xpander, trông nó kiểu dáng của nó chững chạc hơn. Các bạn đi xe con xe đó mà các bạn có gia đình rồi, cũng thể hiện là các bạn là một người hướng về gia đình nhiều hơn. 7 chỗ nó luôn luôn là nó rộng rãi, nó thoải mái hơn là 5 chỗ rồi. Và sử dụng nó rất là nhiều tiện ích, rất là nhiều những cái công năng thú vị mà các bạn có thể áp dụng được vào chiếc xe đó. Còn sedan nó là một con xe kiểu dạng là phục vụ công việc cá nhân là chính. Gia đình nó cũng ok đó. Tuy nhiên thì dáng sedan nó vẫn luôn luôn là huyền thoại. Nó không thể nào đa dụng bằng 7 chỗ, nhưng mà nó vẫn luôn luôn các bạn ạ, huyền thoại. Nó là một cái dáng kiểu nằm ăn sâu trong tiềm thức của người Việt rồi. Một cái dáng xe hai đầu sedan, trông nó lịch sự, trông nó hiện đại, trẻ trung, lịch sự, điềm đạm. Thể hiện một người, những người mà đi Camry đấy các bạn, luôn luôn là những người kiểu dạng thành công, kiểu dạng có tiền, thành công. Trông nó rất là lịch sự, trông rất là ngầu. Chứ còn các bạn đi mà 7 chỗ thì không thể nào không thể nào trông nó lịch lãm bằng sedan rồi. Sedan mà các bạn đóng cho mình bộ vét các thứ vào thì trông nó rất là hợp. 7 chỗ thì nó giống một cái dạng gì đó đa dụng. Đa dụng và nó là người đàn ông của gia đình hơn. Là người đàn ông kiểu thiên về công việc. Đó là những cái cảm nhận của mình, suy nghĩ của mình về cái vấn đề xe Vios và Xpander đấy. Thì hy vọng có thể là một cái góc nhìn tham khảo để cho các bạn lựa chọn, đưa ra được cái lựa chọn tốt nhất cho bản thân để sau này đỡ và lăn tăn, đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.